Chương 1 Xuyên qua Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Màn đêm buông xuống một thanh niên ngồi trước máy vi tính, nhìn xem máy vi tính ba tấm hình ảnh, không nhúc nhích, để cho người ta hoài nghi người thanh niên này có phải hay không còn sống. Người thanh niên này tên là Lâm Vũ, cô nhi một cái, 18 năm trước nếu không phải cô nhi viện viện trưởng đi ngang qua đem hắn nhặt về đi, hắn hiện tại đã sớm chết. Lâm Vũ dựa vào cô nhi viện trợ giúp cùng mình một điểm nhỏ thông minh thi đậu một chỗ lớn bình thường học, đằng sau ngay tại gia sản Internet tác gia, bình thường cần kiệm tiết kiệm, tháng ngày trôi qua coi như có khả năng. Lâm Vũ xem ba tấm hình ảnh theo thứ tự là Hô Kết Ninja, ba loại huyết kế mắt. Rinnegan, Vĩnh Hằng Manjeku Saringan, Biancun. Lâm Vũ là tại ba năm trước đây say mê, Hô Kết Ninja, bộ này anime, theo thấy biến thân thuật bắt đầu, hắn liền bắt đầu quan tâm bộ này anim, ngẫm lại xem chỉ muốn biến thành tổng thống ai nhận ra được, ở phía sau đến xem đến đến Kabuto đem quế thổ chuyển sinh chi thuật, liền bó tay rồi, đều vô địch còn thế nào đánh, tại trong hiện thực dùng thuật này triệu hoán mấy trăm vạn người chẳng phải vô địch, cũng không tin trong hiện thực có phong ấn thuật. Có cảm giác hay không đến thời khắc này sinh mệnh không có ý nghĩa, có muốn hay không đi thế giới khác thăm dò. Đang lúc mong muốn đóng lại máy tính, Chuẩn bị ngủ Lâm Vũ đột nhiên thấy cái này võng hiệt thường bắn ra tới vấn đề Thăm dò em gái ngươi Lại là cái kia nhằm chán gia hỏa làm thứ này à Chơi vô hạn lưu Đã lỗi thời a à. Lời mặc dù là nói như vậy Thế nhưng Lâm Vũ vẫn là không nhìn được người nội tâm tò mò Thao túng con chuột, điểm hạ, phải Tùy theo mà đến là một cái mộc mạc cửa chính Cửa chính chậm rãi mở ra Kết quả là xuất hiện như thế một bức tranh trên tấm hình có vô số vật thể hình cầu, thấy thế nào đều giống như địa cầu, cũng là so địa cầu lớn hơn, cũng có nhỏ hơn nhiều. Bối cảnh là vô cùng mênh mông vũ trụ, phía dưới có có 5 loại lựa chọn, một Anim, 2 Phim, 3 Tương lai, 4 Tận thế, 5 Dị giới Nhìn một chút đằng sau, Lâm Vũ cơ hồ là không chút suy nghĩ trực tiếp điểm kích anime, làm cái gì lựa chọn Anim. Nói nhảm mà anim ai không nhìn. Vạn một điểm khác, sinh ra ở một cái chính mình nghe đều chưa từng nghe qua địa phương, vậy còn không quýnh chết. Vậy sau này trò chơi còn thế nào chơi? Hiển nhiên, Lâm Vũ đem thứ này xem như một cái nhảm chán website trò chơi nhỏ. Anim mở ra đằng sau, màn hình đã biến thành một mảnh tia sáng đen, cảm giác cùng đen màn hình không sai biệt lắm. Lâm Vũ nhìn một chút, kiên nhẫn chờ đợi xuống dưới, ngược lại cũng là ngủ không được còn không bằng nhìn một chút sẽ có đồ chơi tốt gì đi ra. Đao loạt trên đường, Lâm Vũ cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính, nhìn xem xét đánh phía trên chậm rãi phòng lên tiến độ, đinh. Xem ra tựa hồ là rốt cục độc đến tốt, màn hình lại khôi phục nguyên dạng, thành công cùng số hiệu 89.757 kết nối, xin mời lựa chọn nhân vật năng lực. Phía dưới lại xuất hiện một loạt nhân vật, đường nhìn một chút, không khỏi nở nụ cười. Thứ này ai làm? Như thế ra sức. Mikoto, Natru, Ikigo, Luffy, Tôn Ngộ Không, Kadik, cực kỳ khôi hài, liền mèo đen cảnh sát trưởng đều đi ra. Đường nhìn trên màn ảnh từng cái nhân vật khóc không ra nước mắt, thật tài tình, website trò chơi mà thôi, còn làm ra anim nhân vật năng lực. Được rồi, tùy tiện tuyển cái để mắt a. À. Đường thu hồi nụ cười, bắt đầu tử mảnh quan sát tại lật giấy thời điểm đường rốt cục thấy được một cái chính mình so sánh cảm thấy hứng thú người phía trên ảnh chân dung mơ hồ không rõ đáng lưu ý chính là ánh mắt của hắn không có con ngươi có sáu cái vòng tròn vây lại trung tâm từng con mắt phân biệt có chín cái câu ngọc tính danh lục đạo tiên nhân huyết kế rinnegan năng lực hô kết ninja hết thảy nhẫn thuật ẩn giấu năng lực không cần kết ấn ngay từ đầu thấy trước mặt năng lực lâm vũ có khả năng tiếp nhận xem đến phần sau ẩn giấu năng lực lâm vũ liền ngay ngẩn cả người không nghĩ tới lục đạo tiên nhân còn có như thế bt rất phi thường năng lực lâm vũ tại lục đạo tiên nhân ảnh chân dung phía dưới đánh cái câu trên tấm hình lập tức bắn ra tới một cái khoanh tròn có hay không xác định nhân vật này năng lực được sáng tạo nhân vật thành công xuyên qua bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn thế giới kết nối thành công mục tiêu thế giới đấu la đại lục. Lâm Vũ nhìn trên màn ảnh liên tục không ngừng nhảy lên, tại Lâm Vũ trận mắt hốc mồm dưới tình huống, bắt đầu hắn xuyên qua hành trình. Tại mất đi ý thức trước đó, Lâm Vũ nhất muốn nói nhất là được. Về sau cũng không tiếp tục thư những này website chim quảng cáo. Tam muội Không cần bỏ xuống ta. Chẳng lẽ ta là đường tam nghe câu nói này, Lâm Vũ nghĩ đến, ngay sau đó một cổ to lớn lượng tin tức truyền đến, Liền hôn mê bất tỉnh Đấu la đại lục, thiên đấu đế quốc Tây Nam Pháp tư nặc hành tỉnh, thánh hồn thôn Trời mới tờ mờ sáng Thánh hồn thôn bên ngoài một tòa hơn 100 mét sườn núi nhỏ bên trên Hai nói bóng người nhỏ bé Theo thứ tự là hai bé trai ngồi ở trên đỉnh núi Này hai nam hài liền là đường Tam cùng Lâm Vũ Lâm Vũ ngay từ đầu còn cho là mình là đường Tam Kết quả phát hiện mình nguyên lai là đường Tam sông Bào Thai đệ đệ tên là Đường Vũ, về sau liền gọi Đường Vũ. Đường Tam cùng nguyên tác một dạng, tóc đen mắt đen, Đường Vũ cùng Đường Tam giống nhau như đúc, chỉ là con mắt là cặp kia màu đỏ tươi sa riêng găng, xuyên qua tới đằng sau liền phát hiện ri nơi gần thành vũ hồn của mình, không cách nào đóng cửa. Năm năm qua Đường Tam đối với hắn rất tốt, cái này khiến chưa từng có trải nghiệm qua thân tình hắn rất thụ cảm động, Đường Vũ âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải diệt trừ vũ hồn điện đáng nhắc tới chính là hắn vũ hồn khi sinh ra ngày đó liền đã thức tỉnh, tam sinh vũ hồn. Thứ nhất vũ hồn. Lâm Ngân Thảo, thứ hai vũ hồn. Hạo Thiên Chù Y, thứ ba vũ hồn. Vi Gần. Toàn bộ đều là cấp 11 hồn lực. Chakra ra lượng cũng đạt tới tinh anh trung nhẫn cấp bậc. Đường vũ hồn hoàng không phải hắn đi săn giết hồn thú lấy được, mà là khi hắn hồn lực đi đến 10 cấp thời điểm chính mình xuất hiện, cũng là điểm này đường tam không có cảm thấy cái gì bất mãn về sau hắn không cần chính mình đi săn giết hồn thú nhiều bớt việc a à. thế nhưng hắn hồn hoàng cùng hắn hồn kỹ khiến cho hắn hết sức im lặng trước đến xem hồn hoàng ba cái toàn bộ đều là mười vạn năm màu đỏ hồn hoàng như thế dễ thấy khiến cho hắn làm sao điều thấp còn dễ dàng ẩn giấu hồn hoàng lại đến xem hồn kỹ thứ nhất vũ hồn lam ngân thảo kỹ năng chủ động hấp thu bên ngoài năng lượng bị động hồn kỹ. Gia tăng tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai vũ hồn. Hạo thiên chù y. Kỹ năng chủ động. Hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ. Gia tăng vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ ba vũ hồn. Duy gần. Kỹ năng chủ động. Hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ. Gia tăng tinh thần cường độ, hồn lực ra tốc độ khôi phục. Mặc dù như thế tương đương với vô hạn hồn lực, ra, thế nhưng đường vũ vẫn là rất khó chịu, không có tiêu hao na tới khôi phục, còn tốt đường vũ biết nhẫn thuật. Tỉnh tọa nửa ngày, đường tam mới lần nữa mở mắt, không biết phải chăng là bởi vì ngày đó một bên khói tím nhiễm phải, hắn trong đôi mắt vậy mà lập lòe một tầng nhàn nhạt tím ý, cứ việc này màu tím cũng không có duy trì quá dài thời gian liền lặng yên thu lại, nhưng khi nó tồn tại thời điểm, lại là như vậy rõ ràng chán nản thở dài, đường tam làm ra một cái tuyệt không nên cái kia xuất hiện tại hắn tuổi tác này bất đắc dĩ biểu lộ. Đường vũ biết đường tam là bởi vì không cách nào đột phá mà thở dài, thế nhưng hắn lại không cách nào nói cho hắn biết, chẳng lẽ nói cho đường tam hắn cũng là xuyên qua tới. Đường tam nhìn một chút bên cạnh mình đường vũ, nói. Đệ đệ, cái kia về nhà, hả, cái kia đi thôi, hai người đi xuống chân núi. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả